Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay MyBitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án XLD Swap nhận token ILD nha các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án, và dự án này là dự án Farming và Staking, và con token này nó chạy trên nền tảng là BNC Smart Chain BEP20 nha các bạn. BSC. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình nhé. Trên bot thì các bạn ấn nút Start để chào với bot. Okay. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 0.2 token ILD. Thì giá trị hiện tại của cái con token này mà giá hiện tại của nó đang đưa ra giá chưa list nha các bạn. Nó chỉ là đưa ra cái giá anh em biết thôi, đó là 300 USD cho một token thôi nha. Ok, sau khi các bạn ấn nút start xong thì các bạn ấn vào nút soi iDrop. Sau đó thì chúng ta điền lại nhập lại mã captcha. Sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram group, các bạn vào group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel, các bạn vào channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Twitter, like và repeat lại pin the bot, các bạn vào Twitter. Thì trên Twitter của dự án các bạn ấn vào nút theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đã ghi mày này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ một cách trực tiếp nhé. Các bạn ấn vào tự bích lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn vào nút submit my detail. Thì ở cái nhiệm vụ medium này này là nhiệm vụ tùy chọn nha các bạn. Optional là nhiệm vụ tùy chọn, các bạn muốn làm thì làm, còn các bạn không muốn làm thì có thể bỏ qua nhé. Thì ở đây mình sẽ bỏ qua luôn, chúng ta không làm. Ok, theo sau khi các bạn ấn vào nút submit my detail xong thì nó hỏi chúng ta đã join vào hai kênh Telegram chưa, thì các bạn nút don. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Twitter. Link profile Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter, các bạn ấn vào tường nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó hỏi là điền lại link profile kênh mạng xã hội Medium. Thì bạn nào làm nhiệm vụ Medium thì các bạn điền lại link profile nhé. Còn bạn nào không làm thì các bạn ấn vào nút skip này này, bỏ qua nhé. Thì ở nhiệm vụ tùy chọn thôi, chúng ta bỏ qua cũng được nhé. Các bạn ấn vào nút skip, bạn nào không làm thì các bạn ấn vào nút skip này. Chúng ta bỏ qua. Ok, sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví BNC Smart Chain BEP20. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain giúp mình nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví BNC Smart Chain của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì các bạn có thể ấn vào phần Static để kiểm tra thông tin của các bạn nhé. Thì token này sẽ cập nhật sau cho chúng ta thôi. Và đây là link red của các bạn này, các bạn copy lại link red đi tinh thần bì để nhận thấy token. Thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 0.02 token ILD. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 0.2 token ILD đến từ dự án ILD Swap. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.